Ngồi lặng nhìn kia mây bay cuối trời, đã qua những đắng cay, bỗng nghe bình yên. Coi á, kiếm ai về phụ hộ đi, chứ tính làm ơn mình hả? Ba má già cả hết rồi. Dạ, con có dụ mà không có thằng nào ngu hết má. Quỷ nè, trả lời má vậy hả? Út. Ba. Nghe ba hỏi nè. Ba nghe nói á, dạo này á, con hay qua nhà bà Lộc hút thuốc lắm đúng không? Tao nói mày có nghe không? Dạ, con có qua. Nhưng mà con có qua hoài hồi nào đâu ba. Con qua có 2 lần à. Chú ba Lộc thì ba rành quá rồi còn gì. Tao có nói bà Lộc lạ đâu. Tao nói lạ là mày kìa. Ba, con biết con phải làm gì mà ba. Tao cũng tin là như vậy. Nhưng biết đâu á, mày với bà Lộc á, cùng phe với nhau làm cái gì làm sao tao biết được. Ông này, khi không nói vậy à. Nó với ba Lộc chú cháu thỉnh thoảng gặp nhau thì nói chuyện là bình thường có gì đâu. Nè, bà chờ đó. Có cái gì rồi á, đừng có trách tôi à. Nè, con có cái gì không nói thiệt má nghe coi. Dạ đâu có gì đâu má. Bà biết không, người ta nói á, đậu rài á, nói gì ba Lộc á, bí mật lắm. Hãy sáng á, nó qua nhà ba Lộc á, thì y như rằng á, thằng ba Lộc á, đi vô bưng suốt đêm tới sáng mới về. Trời đất ơi, ai mà rảnh dữ. Nè, mẹ con bà á, liệu hồn á nha.